Xin chào các bác, hôm nay em mang một loại đặc sản của miền Trung về, đó là con chân chắt. Con chân chắt này các bác nhìn rất là nhỏ, nó sống ở phân vùng các sông ở miền Trung. Đây là con chân chắt mà em đã mua của người dân, người ta khai thác ở sông Thạch Hãn, Quảng Trị các bác ạ. Đây, con này là sống ở các vùng nước rất là sạch, cửa sông gần biển. Con này làm rất nhiều món, nấu canh, xào. Những đặc sản của con này là của Quảng Trị ở Huế, là món xào, một món chân chắt xào hành răm xúc cùng tôm. Con này mùa hè thì nhậu với bia rất là hợp. Đây, em đã chuẩn bị các nguyên liệu theo như bánh đa vừng đen này. Đây, hạt tiêu Quảng Trị, khe xanh Quảng Trị này. Ớt này, Quảng Trị luôn, ớt cay nguyên chất luôn. Đây là ít hành răm và hành khoa để tí để em xào. Và thêm một chút hành khô để tí đỡ phi lên cho nó rất là thơm. Ngoài ra thì còn sẽ có dâu và ít nước mắm cốt nữa để tạo mùi để thơm mà ăn rất là được. Em chuẩn bị đã xong rồi, chuẩn bị bây giờ em cho lên chảo. Em chuẩn bị xào con chân chắt đây các bác này. Em phi hành phi nó chín vàng thơm. Sau khi phi hành vàng thơm thì em mới bắt đầu cho con chân chắt vào. Đây, hành đã, các bác xem đã ngả vàng cho nó thơm rồi. Đây, thì em cho sâu sắc vào. Rất là thơm. Đấy, sau khi em xào khoảng tầm 5 phút thì nó sẽ chín săn vàng, thì lúc đó em sẽ cho hành. Đây, sau khi em đã xào được sâu khoảng 5 phút thì em bắt đầu cho nước mắm nó xem này. Cho nước mắm vào đây. Em cho cái chít mì chính. Chính. Em cho ít ớt khô. Nó sẽ là khô. Đấy. Các bạn ăn được cái đó có thể cho thêm nhiều ớt. Nó xem nó ra ướp này, nó ngọt thì nó cuộn bánh đa ăn rất là vào. Đấy, bác sẽ cho nước mắm vào và các gia vị kèm theo vào được khoảng hơn 1 phút thì các bác đổ hành vào cho em, lúc này nó đã chín rồi. Đấy, đổ hết hành vào đây. Nó đều hết hành răm và hành khoa cho em vào. Có hành vào nữa thì nó rất là dậy mùi. Nó này có thể hiểu có hành răm. Đấy, sau khi em cho hành vào được 2 phút rồi các bác nhé. Nó tắt bếp cho em. Các bác xem à. Để cho đĩa. Được một đĩa là to luôn. Chỗ này của em là 7 lạng này. Chỗ này các bác ngồi nhậu bia thì thoải mái luôn. Đây. Ta xem được xong một đĩa chân chát xào 5. Đây, bánh đa vần đen này, em làm miếng thử mời các bác. Đây, các bác ăn thì súp này không? Rất đơn giản. Đây, em xin mời các bác nha, làm miếng. Rất là ngọt. Nó thơm. Càng ngay trong mặt các bác. Mùa hè các bác ăn món này uống bia rất là hợp. Các bác nhé.
Em xin kết thúc video của em là các bác làm còn muốn thử nhập cái món này thì các bác vừa các bác có cần cái tư vấn cái gì em sẽ hướng dẫn các bác làm và xào cái món này đặc sản của miền Trung dù Huế và Quảng Trị các bác em. Xin chào các bác.